Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tổ kiểm tra số 1 thuộc đoàn kiểm tra số 1 do đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại hai huyện Văn Giang và Khói Châu. Buổi sáng, đồng chí Trần Quốc Toản đã kiểm tra tại các xã Long Hưng, Cửu Cao và Xuân Quan, huyện Văn Giang. Đến thời điểm này, các địa phương trên đã phê chuẩn khu vực bỏ phiếu, thành lập tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu, lập danh sách cử tri theo các đơn vị bầu cử và các khu vực bỏ phiếu, rà soát cử tri đăng ký tạm trú trên địa bàn, xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri. Các xã đã rà soát các điều kiện kỹ thuật phục vụ công tác bầu cử tại các đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu, đồng thời cung cấp cho các khu vực bỏ phiếu tiểu sử tóm tắt danh sách trích ngang của người được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thẻ cử tri, dấu của Ủy ban bầu cử, nhân lực cho các khu vực bỏ phiếu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Toản đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử chu đáo, bảo đảm tiến độ của 3 xã huyện Văn Giang. Đồng chí yêu cầu các địa phương cần tiếp tục rà soát danh sách cử tri, trong đó có cử tri cư trú tại các khu đô thị, các khu vực bỏ phiếu niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt danh sách trích ngang của người ứng cử ở nơi trang trọng, thuận lợi cho cử tri, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử với phòng chống COVID-19 cũng như xây dựng các kịch bản phương án dự phòng để chủ động các tình huống, chuẩn bị các hòm phiếu lưu động, dự phòng khi dịch bệnh xảy ra, xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định. Chủ tịch Hội đồng bầu cử tỉnh quán triệt các ứng cử viên, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp từ nay đến ngày tiếp xúc cử tri hạn chế đi lại, nhất là các vùng có nguy cơ dịch bệnh. Cùng với đó, Ủy ban bầu cử các xã chú trọng quan tâm đến tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu và làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, nắm chắc tình hình và bảo đảm an ninh trật tự.